Thắp hương vào mỗi ngày tuần, ngày lễ, Tết là nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Á Đông. Nhưng thắp hương thế nào để thể hiện lòng thành cũng như mong cầu tài lộc thì không phải ai cũng biết. Một nén hay ba nén. Trong các buổi lễ của Phật giáo, hương là một trong 6 lễ vật dân cúng, gồm có hương, hoa, đèn, trà, quả, thức ăn. Tuy nhiên, quan điểm của nhà Phật, việc cúng Phật chỉ nên dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, quả tốt, nước trong là đủ chứ không phải cần mâm cao cổ đầy. Phật không phải ở trên bàn thờ, trong những pho tượng, mà là ở trong tâm của tất cả con người. Đạo Phật cũng cho rằng việc đốt hương chỉ mang tính biểu tượng là chính chứ không có kinh sách nào nói về việc phải làm điều này trong các buổi lễ. Trên thực tế, người dân thường thắp 3 nén hương trong mỗi buổi lễ có thể xuất phát từ con số 3 của Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, Tam Giới, Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới, Tam Thời, Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai, Tam Vô Lậu Học, Giới, Định, Tuệ. Theo quan điểm của ông Nguyễn Mạnh Cường, nhà nghiên cứu Phật học, viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, có nhiều quan niệm về số nén hương cần dâng, nhưng thường dâng theo số lẻ 1, 3, 5, 7, 9. Tùy từng lễ mà số lượng hương nên thắp khác nhau. Để duy trì bàn thờ hàng ngày, nên thắp một nén. Số 1 tượng trưng cho lòng thành. Trong lễ gia tiên, giỗ, tết, nên thắp 3 nén tượng trưng cho thiên địa nhân. Trong các đàn cầu cúng tiền tài, thắp 5 nén. Trên thực tế, 3, 5, 7, 9 hay một nén hương là đều giống nhau, không khác nhau về ý nghĩa. Hiện nay, các chùa thường khuyến khích Phật tử chỉ nên thắp một nén hương là nhằm tránh hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường. Vì thế, khi cúng lễ thông thường, chỉ cần thắp một nén hương là đủ. Một vài lưu ý khác, khi hương đang thắp bị tắt, nên để nguyên vị trí và đốt tiếp để hương cháy hết. Nên cắm thẳng hương khi thắp, thắp hương ở nơi kín gió để tránh bị tắt giữa chừng. Để tránh động bát hương, không nên tùy tiện cắm thêm trụ sắt vào trong bát hương để thắp hương dòng. Nếu dùng, nên thắp hương dòng trong đĩa. Việc cắm que hương vào đồ ăn để dâng cúng cũng có thể gây ngộ độc cho người ăn, bởi chân hương thường có lẫn hóa chất. Nhà có trẻ nhỏ không nên lạm dụng đốt hương nhiều, ảnh hưởng đến hệ hô hấp của trẻ. Không bao giờ được dùng hương giả, hương điện cắm vào lư hương.